Trong cái bài thiết kế album cưới thì hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về cái phong cách ấn tượng và phong cách hiện đại. Thì phong cách này chúng ta sẽ sử dụng tất cả những cái ý tưởng, những cái mảng màu cũng như là những cái định lực về nguyên lý thị giác để chúng ta làm cho album. Và chúng ta tuyệt đối là không có cắt ghép hay là thay phông hay là làm rất là cải lương. Thì ta thấy rằng trong cái hình này, nguyên tấm trang lớn này thì nghệ sĩ Danh đã chụp với ý đồ là coi như có điểm nhấn về về bố cục. Mình thấy rõ ràng đây đường mạnh điểm mạnh ngay đây rồi. Thứ hai nữa đó, ông ta đã cho nó xóa phông luôn. Thì như vậy mình rõ ràng cái khái niệm hình mình là nó bật lên trên tấm hình này, đó là xét về vấn đề toàn diện. Nhưng bây giờ chúng ta muốn tạo ra một trang album ấn tượng, nó để nguyên vậy ta rửa ra thì nó cũng cảm thấy là chưa có tới nơi tới chốn cái ý đồ mà ra một cái phong cách thiết kế album. Nói chung qua là một cái hình như thế này thì đẹp, nhưng để ra album thì chúng ta phải cầu kỳ hơn chút xíu. Thì giờ chúng ta có thể nhấn kỹ hơn nữa. Thì trong cái trang này ta thấy rằng ta sẽ nhấn bố cục chính, vẫn là một điểm nhấn là cái hai gương mặt tươi cười của cô dâu chú rể đây. Thì ta sẽ dùng cái mảng màu để ta nhấn, ta sẽ sử dụng màu trên màu để nhấn. Thì giả sử mình thấy rằng màu đen trắng và màu thì dĩ nhiên là màu sẽ là điểm nhấn, còn đen trắng sẽ làm trở thành mờ nhạt đi, rõ ràng như thế. Thì tôi sử dụng cái màu đó thôi, tôi vẽ ra cái vùng như thế này. Đây, giả sử đây vùng tròn, có thể vẽ rộng hơn đây xíu, ngang đây hoặc ngang đây cũng được. Rồi tôi sẽ dùng những shape 7 thì cho đi ngược lại, và tôi chọn đây, thì cho đây là black and white studio, black and white chỗ này. Tôi có thể tạo điểm nhấn như sau, cho nó sáng hơn, và dĩ nhiên tôi sẽ cho nó màu đen trắng hoặc là cho cái màu monotone như vậy. Hai cái nào cũng được hết, giả sử vậy hoặc là monotone cũng được, cách nào cũng được. Rồi tôi nhấn ok. Rõ ràng mình thấy như thế nào, thì rõ ràng nguyên cái hình này thì cái khúc này lại là trở thành điểm nhấn của toàn bộ cái hình. Thì giờ để như vậy vẫn chưa đã lắm, ta có thể cho thêm một cái ấn tượng nữa bằng cách là ta nhấn vô chỗ FX đây, nhấn vô drop. Thì đây ta có thể cho cái viền này ta có thể cho một cái màu đen hoặc là một cái chỉ trắng chạy lên ngay chỗ này đây, chỉ trắng thế này, ta thấy nó đẹp hơn rồi. Nhỏ thôi, chúng ta không có cho nó lớn, nhỏ thôi. Rồi chỗ này ta có thể cho nó là outer và inter grow chỗ này đây ha, ta sẽ cho nó outer grow hoặc là inter shadow. Nó coi nè, ta sẽ kéo lên tí xíu nè, lỡ tí xíu nha. Này khoảng cỡ ba cái này, nhấn chỗ này ta cho cái màu đây là mây đi, đen hay trắng nha. Rồi ta nhấn ok. Mình thấy cái hình nó trở nên sao, rất là ấn tượng. Nếu như không có này thấy rất, nó vẫn bình thường thôi. Nếu có điểm nhấn này vô thì tự nhiên mình sẽ bị con mắt mình sẽ gom chính vào chủ đề ở ở đây. Đó là cái khái niệm là dùng dùng cái điểm nhấn, hay đúng hơn là cái về khái niệm hình và nền. Bây giờ nguyên cái này nó trở thành cái hình trên một cái nền lớn, trên một cái nền lớn hơn, thì như vậy mình nhìn thấy nó bật bật lên. Bây giờ đây là yếu tố chính, bây giờ yếu tố phụ chúng ta có thể đệm vô một cái dòng chữ nào đó để cho cảm giác là nó hình nó sẽ đẹp hơn. Thì ví dụ tôi sẽ dùng cái chữ sau đây, đây là cái đám cưới mà mặc đồ tây, ta có thể dùng cái chữ tây. Ví dụ tôi sẽ đánh cái chữ như thế này, tôi chọn như chữ màu đen, công cụ chữ T tôi nhập vào đây nha, tôi click chuột vào đây, tôi cho này nhỏ lại một chút. Ví dụ để cho cái phông chữ ấn tượng xíu, cái phông cho phông fantasy một chút. Chẳng hạn như cái phông này cho lớn hơn, như 36 chấm 3.1 2 3 rồi end. Happily ever after
Rồi tôi có thể chọn cái phông khác màu đen cho chữ màu đen. Rồi tôi có thể cho cái phông nào ở đây. Mình có thể chọn ở đây. Mũi tên xuống như thế này. Nó cho mình những cái phông. Thì dĩ nhiên trong bài này chúng ta sẽ dùng những cái phông cho nó ấn tượng. Nó không thể những phông đậm vậy được. Mà ta những phông mảnh mảnh và đơn giản. Tôi sẽ chọn những phông như thế này được nè. Để cho nhỏ hơn chút. Đấy, ví dụ tôi có cái phông như thế này. Hoặc là mảnh hơn nữa càng tốt. Có thể lựa phông mảnh hơn nữa. Nhà phông này thì bạn thấy cho nó nghiêng chút thì nó cũng trở nên rất là đẹp. Và bạn sẽ cho nhỏ lại chút xíu. Rồi hãy đánh như đây 19 20 hoặc 22 đó, mình thấy cho nó lớn lên như thế. Đây là yếu tố phụ cho nên bạn cũng không cần phải nhấn mạnh hơn. Còn nếu bạn muốn cho màu thì cũng được, nhưng mà cái màu của nó sẽ là những cái màu không có lè lẹt lắm. Bằng cho màu đỏ nó vô là nó bị sai liền, nó cảm thấy nó rất là cải lương. Bạn có thể cho những màu như thế này nè, màu vàng này hoặc màu xanh nhạt này, màu xanh này. Nhưng mà cuối cùng nữa thì vẫn thấy cái màu đen là cái màu ấn tượng hơn á. Hãy cho màu đen đi thì nó hợp lý hơn. Rồi khi bạn ta có chữ này rồi thì bây giờ ta nhìn cái bố cục chúng ta nha. Bây giờ bạn nhìn thấy rõ ràng á, nó sẽ bị cảm giác nó nặng, nó đổ dần bên, nó đổ dần bên rõ ràng. Thì bây giờ làm cách nào để cho nó không đổ dần bên? Thì bên đây ta nhìn thấy kỹ nè, ta sẽ cho một cái lằn ở giữa đây đây. Chắc chắn này là không cắt ngay mặt của dâu chú rể rồi, khỏi phải lo. Nhưng mà mình cảm giác nó bị đổ như là phía này nhiều quá, bên đây nó không có cân bằng. Thì bây giờ mình sẽ design một cái gì đó để ở đây cho nó cân bằng lại. Thì bây giờ mình để trên đây được không? Không được, ở đây nó không níu kéo được gì hết. Nếu để cái chữ trên đây nè, thì trong cách này tôi chỉ dùng cái thứ hai là tôi dùng cái hoa văn hoặc một cái chữ gì đó, chẳng hạn tôi lấy cái tên của dâu chú rể với cái ngày đám cưới đó thôi. Tôi để vô đây. Cái chữ nó sẽ to hơn chữ này. Để làm cái cân đòn bẩy. Thì như vậy cái muốn cho cái hình này nó mình sẽ xét trên toàn diện cái cụm này nè, còn cái nền này mình không quan tâm tới. Thì nó muốn cho nó cân bằng, nó không bị rơi nặng xuống đây, thì phải dùng đặt phía này, chắc chắn phải đặt phía dưới này là không thể đặt phía trên được. Đó là xác định ý tưởng thứ nhất. Ý tưởng thứ hai là cái chữ này nó phải là cái chữ dày hơn, màu đậm hơn, đúng không? Và nó sẽ to hơn chữ này thì nó mới đủ sức để nó kéo này lại. Thì tôi sẽ dùng như sau. Tôi sẽ dùng đây, hàng như để đây nè, tôi đánh vô đây hàng như chữ Minh Quyền, Minh Quân đi. Vâng, rồi chữ và hồng thấm nha hạn. Rồi tôi sẽ cho cái chữ đây bắt buộc là những chữ dày. Cho là chữ dày nha. Hoặc là tôi dùng lúc trên đây là chữ Arial Plus này cũng được. Đấy, cho nó bon hơn. Hoặc chữ này Impact này cũng được. Sorry, bởi vì tôi quên mất là chúng ta dùng chữ gì, chữ tiếng Anh, cho nên đây chúng ta không nên dùng dấu. Nó sẽ tránh được hiện tiền chổi đi. Rồi tôi sẽ cho chỗ này nó cân lại, và dĩ nhiên tôi lấy khúc này thôi, như thế này đây, nhỏ lại chút xíu. Và trong cái bố cục này chúng ta thấy rằng chúng ta chỉ sử dụng những cái màu trên đây nó có thôi. Chúng ta đừng nên bịa thêm một cái màu đỏ, màu hồng, màu gì vô đây nữa, nó sẽ cảm giác nó bị chổi. Thì dùng cái tông trên đây thì cái chữ Minh Quân này chúng ta có thể lấy những cái tông xanh, tông vàng, những cái tông trên màu này có. Thì giả sử tôi sẽ lấy màu xanh nhấn nhắc lại cái xanh trên đây thì nó hợp lý hơn. Tôi chọn màu xanh này nè nha, hoặc là màu xanh này, màu xanh tươi tươi hơn, màu xanh này. Tôi sẽ lấy cái sắc độ xanh xanh. Giả sử xanh này đi nha. Rồi có sắc độ xanh rồi. Bây giờ tôi muốn làm cho cái này nó nặng hơn, có vẻ cân nặng hơn, thì bắt buộc phải dùng cái gì? Tôi sẽ dùng kỹ thuật là cho ở đây có viền, đây tôi muốn có viền luôn. Tôi sẽ cho cái viền màu
ở đây trắng nó dùng đen nó chổi lại thì nó sẽ nổi hơn, nó cảm thấy nó dày hơn. À, tôi sẽ cho bóng đổ vô. Rồi nếu cần tôi cho nó nổi 3D lên thì nó sẽ thấy nó cứng, nó nặng hơn, nó mới cân lại cái này được. Rồi tôi nhấn OK. Rồi bây giờ qua cái ngày đám cưới, tôi có thể lấy cái chữ trên đây nè, tôi không cần thêm chữ này nữa, tôi lấy chữ này để nhắc lại, tôi cho nó mảnh thôi. Chẳng hạn như ngày tháng Minh, theo tiếng Anh nó đánh là Minh Minh Đét Đét Di Di, thì cho ngày trước, tháng trước, ngày như tháng 5, tháng 6 đây nha, vô ngày 14 2008, hoặc là bạn đánh đúng như tiếng Việt mình cũng được, nhưng mà thường tụi anh nó đánh như vậy, và nó không dùng như vậy, nó dùng gạch như vậy nè các bạn, nó dùng vậy đó, hoặc là nó sẽ không dùng cái tháng 6 này mà nó dùng cái chữ June. Nó phải đó, cách viết đúng nghĩa là như thế đấy. Rồi chúng ta sẽ cho nó qua phía này, tự nhiên cái chữ này mình cho nó nhỏ hơn cái chữ này. Rồi chúng ta sẽ cho cái màu chổi lại với màu trên bằng cách ta cho màu trắng đi. Màu trắng này nó không thấy thì bạn sẽ cho nó bóng đổ vô, bóng đổ vô. Mình cho đậm hết cỡ luôn cũng đủ nha. Rồi OK. Rõ ràng như vậy chúng ta đã design xong một cái trang, một cái trang đôi mà chỉ có một frame hình duy nhất, mà dùng ý tưởng là chỉ có chữ và hình ảnh và đường nét để mà cân bằng bố cục. Thì đây nó tạo được sự cân bằng và điểm nhấn cho hình ảnh. Thì đó là cái bài đầu tiên về ý tưởng thiết kế.